chào cả nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại là Tom đang review và gửi đến cho chị mình thêm một cái căn hộ rất là đẹp luôn. Và với căn nhà này có đơn giá chỉ có 2,5 tỷ nhưng mà nhìn sơ qua chị có thể thấy là full nội thất gỗ này, gỗ từ trong ra tới ngoài luôn. Ở đây thì hiện tại chủ nhà họ đang xây dựng một cái bộ bàn ghế rất là to và một bộ bàn ghế để tiếp khách ngay vị trí kia. Thì với cái sản phẩm ngày hôm nay hiện tại chủ để lại với mức giá 2,5 tỷ mà diện tích căn này rất là to anh chị, căn này tới là 75m. Và với căn này đang có 2 ngủ và 2 nấc WC. Ở vị trí bếp, không gian lô nha, vị trí ở trong phòng khách rất rộng. Vì sao ở trong phòng này anh chị có thể thấy là cái căn hộ ngày hôm nay nó giống như một cái văn phòng ha. Lúc trước thì gia chủ họ xếp đất thành một cái văn phòng thì vị trí để ngồi tiếp khách góc này, và gần như là chủ nhà khi mà bán cái đơn giá này đã dựng giá rất sâu rồi. Và với cái dàn nội thất gỗ như thế này rất đỉnh, thì anh chị mình cùng xem hết cái sản phẩm ngày hôm nay em review để nắm chi tiết về sản phẩm và đơn giá này có đáng để đầu tư hay không nha. Giá này rất tốt rồi, anh chị mình mua ngay kẻo ẩn một vài ngàn thôi cái sản phẩm này sẽ bán mất ha. Thì với cái bộ khung tranh như thế này anh chị thấy rất là to luôn, bằng gỗ thiệt đàng hoàng, mã đá hồng công rất là to. Vị trí ngay khu vực bàn ghế hồ đây, khu vực ở trong đây là phòng ngủ này, phòng ngủ tiếp theo vị trí cửa chính. Thì hiện tại cửa chính thì có hướng là hướng chính đông ha, còn cái cửa bên này sẽ là khu vực hướng tây, thì ánh sáng thì gần như là lúc nào cũng đi vào cái trong phòng rất là nhiều. Đây với cái khu vực bên này, cả nhà có thể nhìn xem vị trí này mình ngồi tiếp khách. Hiện tại thì em đang ngồi ngay cái góc này rất to ha. Đó, khung ảnh khung bên này cả nhà cũng thấy ngồi này được 4 người, vị trí ngồi được 1 người. Đó, toàn bộ khu vực phía sau lưng em đây sẽ là không gian chính của khu vực phường Bình Hải và núi sạn góc phía mặt này. Đó, nhìn chung về nội thất em đây sàn được lớp gỗ đầy đủ ha. Xíu nữa em cũng sẽ chia sẻ một cái điểm yếu cho các anh chị cho mình xem về cái sản phẩm này luôn. Đó, tường thì được ốp hết rồi. Đó, có sẵn cái máy lạnh ở phía trong phòng khách cơ bản hiện tại đang có ha. Phòng như là một cái phòng chủ tịch luôn, rất đẹp. Đó, tivi có sẵn nằm một cái tivi nhãn hiệu Scraper, tủ gỗ ở ngoài này. Ngày hôm nay bạn Tâm cũng sẽ chia sẻ đầy đủ hết tất cả những gì về những hình ảnh cụ thể ha. Hiện tại cái phòng này là đang có hai bạn nhân viên của cái văn phòng đang làm đây, xíu này sẽ quay sau. Thì bây giờ em sẽ cho mấy nhà mình cùng đi xem chút cái phòng ngủ hay phòng master. Thì ngay vị trí khu phòng ngủ thì có một cái bộ tranh ha, một cái đèn tì bà rất là to như thế này, một cái khung rất là đẹp. Đó, hình ảnh anh chị nhìn rất là chân thật ha. Ở trên này trần thạch cao họ làm rất là chuẩn chỉ, có hai cái đèn chùm góc bên kia một cái và vị trí bên này một cái. Ở khu ngủ này tủ bếp có bên này và vị trí cửa chính chúng ta hiện nay cũng ngủ đây. Thì với khu vực phòng ngủ thì cửa đây là cửa đã thay mới toàn bộ luôn, thay vì cửa và tất cả các vật dụng ở trong căn hộ là nguyên bản vô tư thì ngày hôm nay cũng đã làm hết rồi, chủ đã thay toàn bộ là bằng gỗ thiệt hết. Đó, cái gì cũng xem riêng cái khu đang cầm cũng đã rất xịn rồi. Phía trong phòng thì sẽ có một cái toilet phía trong và vị trí phòng ngủ sẽ như thế này. Thì hiện tại em sẽ quay đầy đủ hết cho chị nhiều ra với hình ảnh ngày hôm nay chi tiết. Cơ bản thì phòng này chúng ta mua về cũng phải làm lại một chút xíu ha, sơn lại để cho nó mới. Đây tủ để góc này, vị trí này chúng ta để khá là nhiều đồ. Trong phòng thì thiết kế luôn một cái sắt, vì sao là em có nói là vị trí này lúc trước làm cái văn phòng công ty ha, có sẵn cái sắt để đồ đây. Đó, tủ phía trong này, giường thì chủ nhà họ tiết kiệm và họ làm tới được cái không gian đó, tủ trên tủ dưới. Đó, riêng cái khu vực giường ở trên và khu vực như này để được thêm một ít đồ. Đó, một cái khu vực học tủ như thế này, tất cả đều sử dụng đồ gỗ hết toàn bộ nha cả nhà. Hiện tại trong phòng thì vẫn có cho anh chị luôn là một cái máy lạnh phía trong và tủ gỗ này. Tủ này thì chúng ta mở kéo ra như thế này nè. Đó, hiện tại thì thường thì cái phòng người ta sẽ set up cửa mở học cửa luôn, nhưng mà cái này nó được chủ nhà họ thiết kế họ làm về trên cái khu vực giường như thế này luôn đây nha. Đó, hiện tại thì mở nó hơi bị khó chút xíu ha. Đó, cái này khi mà chị ấy phải làm lại chút xíu nè. Khu vực toilet trong phòng thì chủ nhà cũng đã làm rất là chỉnh chu hết rồi. Ở đây thì có một cái máy lạnh hiệu Hitachi ha. Rồi, và mình đi ra khu vực phía ngoài hành lang, em sẽ đi ra khu vực phía ngoài cho anh chị cùng xem. Thì với khu vực phía ngoài đây, đó, hiện tại thì vị trí này thì chúng ta sẽ nằm ngay vị trí lối thoát hiểm luôn. Đó, chúng ta chỉ cần nhìn ra là sẽ thấy được ngay vị trí lối thoát hiểm. Đó, cửa thì sử dụng là toàn bộ là cửa gỗ hết nha cả nhà. Nó khu vực cửa này, một chủ nhà họ làm rất là chuẩn chỉ và bài bản ha. Sử dụng tay cầm bằng khó từ con tay. Đây sử dụng tay cầm bằng khó từ con tay ha. Cái nhà dùng thẻ này, mật khẩu này, vân tay vẫn nổ được. Góc này thì được chủ nhà họ để một cái
một cái khu vực để giày dép mà chúng ta đi đâu rồi thì chúng ta cứ bỏ đây. Đó, khu vực tổng điện sinh hoạt này ở đây thì có sử dụng những cái thẻ điện nè. Vị trí bên này thì có một cái toilet ở phía mặt bên này, thường thì sử dụng chung đó, một cái toilet sử dụng chung cho căn hộ ngày hôm nay nha cả nhà. Ở nhìn sơ qua về bất động sản ngày hôm nay tổng đánh giá về chất lượng sản phẩm về đơn giá này thì khá là tốt rồi đó, riêng về dạng của tóc sẽ rất ok. Thì bây giờ em xin phép qua cái phòng này các hai bạn nhân viên đang làm việc trong đây nha. Thì với sản phẩm này thì em xem trong phòng này thì tại thì được vào chủ nhà họ set up và làm thành một cái phòng đó, một cái văn phòng nhỏ để hai cái máy tính và có hai bạn nhân viên làm việc trong này ha. Em sẽ ly sơ một chút xíu cho anh chị cùng xem nha. Rồi, khu vực bên này thì cũng có ban công và lâm gia luôn. Ở cửa thì rất nhẹ nhàng, mở ra mở vô rất nhẹ nhàng, chùi được cửa ngủ rất là dày nha cả nhà. Vị trí bên này sẽ là không gian chính của bếp nha cả nhà. Vị trí bếp mình cùng UI đi xem bếp thì chúng ta làm rất là bài bản. Đây, tủ trên, tủ dưới đây. Sử dụng gỗ thì hết toàn bộ gỗ trên, tủ trên, tủ dưới là có đều hết về tất cả như là bếp từ nè, máy hút bụi nè, góc ở này, máy hút bụi góc ở này chứ còn kéo này kéo vô thì nó sẽ sử dụng ngay ha. Còn khu vực rửa chén sẽ nằm khu vực này và chỗ này sẽ là vị trí để mình chúng ta để một ít chén dĩa ở vị trí phía trên. Còn đây thì một cái tủ lạnh kiểu Panasonic 12 năm bảo hành nè các nha. Rồi đây vị trí đây ha, bếp dưới có đây, bếp dưới có sẵn đây. Rồi mình đi ra một chút xíu các nha. Thì với khu vực mặt bên này, khu vực mặt bên này sẽ là cái gì? Sẽ là một cái máy giặt để nhãn hiệu là Electrolux nè, một nhãn hiệu Electrolux, và khu vực này sẽ có một cái cục chống lạnh của máy lạnh, và đây là cái dàn phơi đây, cái dàn phơi chúng ta chỉ cần quay kéo lên kéo xuống này, đây là khu vực này kéo lên kéo xuống là chúng ta sử dụng ngay thôi ha cái nhà, rất là tiện. Mình có thể cân đối và sử dụng một trong hai cái. Bên này thì có một cái lô gia nhỏ nhìn thẳng ra khu vực còn phía mặt bên ngoài. Thì hiện tại là có hai lô gia, một cái lô gia ban công và một cái lô gia khu vực giặt phơi. Thì cái ban công bên kia thì cái phòng này hiện tại là các bạn đang làm rồi nha anh chị nha. Đó, và nhìn chung một chút xíu anh chị mình có thể đánh giá qua cái sản phẩm này ha. Hiện tại với mức giá là 2,5 tỷ nha, 2,5 tỷ cho bất động sản ngày hôm nay, diện tích là 75m2, có cửa hướng chính đông. Anh chị mình hợp hướng cái sản phẩm này thì quan tâm liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nha cả nhà. Thì với sản phẩm này, mình tâm hy vọng sẽ kết nối và hữu duyên gửi đến cho cả nhà mình một trong những cái bất động sản giá tốt, hợp lý và giá vô cùng ok luôn cả nhà. Thì nói sơ qua thì mình tâm cũng sẽ chia sẻ thêm cho anh chị mình một chút xíu về điểm yếu nha. Một cái điểm yếu cơ bản là chính là khi mà anh chị mình mua những cái sản phẩm mà có lót sàn gỗ như thế này thì sau một thời gian cũng sẽ có hiện tượng là bung ha, nó cũng sẽ là bung hơn đó, cũng sẽ có một vài điểm gờ như thế này. Ngay vị trí này cũng có đây, một vài vị trí trong căn hộ hiện nay cũng sẽ có, khi anh chị nhờ đi xem thực tế ha thì có đúng như những gì mà Tổng đã review hay không nha cả nhà. Mình Tổng sẽ review rất chân thật những cái sản phẩm bị lỗi vị trí này, mình Tổng sẽ chia sẻ hết đầy đủ cho anh chị luôn, để thực tế khi anh chị mà đi xem sản phẩm này nó sẽ không làm anh chị thất vọng. Thì với video ngày hôm nay mình Tổng cũng sẽ quay khá nhanh bởi vì sản phẩm này cơ bản giá cũng đã rất tốt, hình ảnh rất là thật và rất đẹp, để lại toàn bộ nội thất với mức giá chỉ 25 tỷ cho căn hộ 75m2 như thế này. Anh chị mình quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình, thì em sẽ tư vấn đầy đủ về mặt pháp lý ha, và chia sẻ thêm cho anh chị về pháp lý sản phẩm ngày hôm nay chỉ là hợp đồng mua bán sở hữu 50 năm ha. Hiện tại pháp lý đang còn lại khoảng 40 năm giá trị sử dụng, nhưng mà với chi phí quản lý vận hành ở đây rất rẻ, chỉ 500.000 trên một tháng cho một căn hộ như này, điện nước tính theo đơn giá nhà nước, thì đây sẽ là một trong những sản phẩm rất đáng để đầu tư và ưu tiên ha. Với tầm giá này nằm ngay vị trí trung tâm và dạng nội thất này sẽ không dưới 3 tỷ luôn cả nhà. Đó, nếu anh chị quan tâm, vị trí này gần bãi tắm, chỉ cắt khoảng vài chục bước chân mà chúng ta đi tắm biển hàng ngày rồi. Thì hy vọng bên Tông sẽ hữu duyên kết nối với anh chị một cái sản phẩm rất đẹp, rất thời cho anh chị ha. Thì bây giờ bên Tông cũng xin kết thúc buổi review ngày hôm nay. Anh chị mình quan tâm thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nha. Em sẽ tư vấn đầy đủ đến cho cả nhà để cả nhà mình cùng đi xem sản phẩm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.